Tình hình mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ đã giảm bớt, nhưng đây cũng chính là thời điểm nhiều vụ sạt lở đất, sạt lở núi diễn ra sau nhiều ngày đất đã ngấm no nước. Việc di chuyển đi lại tại những cung đường vùng núi hay sạt lở đang hết sức nguy hiểm. Ghi nhận nhanh tại tỉnh Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên tuyến đường Di Lăng - Trà Trung thuộc địa phận thôn Bắc Dương, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà đã xảy ra một vụ sạt lở núi khiến hàng trăm mét khối đất đá sạt xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi xảy ra sạt lở, đất đá đã vùi lấp anh Nguyễn Cung Đàn, cán bộ văn hóa xã Trà Trung. Rất may là nạn nhân đã được người dân phát hiện và cứu kịp thời. Mặc dù chính quyền địa phương huyện Tây Trà đã rất nỗ lực trong công tác khắc phục, duy tu sửa chữa các tuyến đường bị sạt lở, nhưng do mưa lớn kéo dài và gây ra những điểm sạt lở mới nên tiến độ xử lý rất chậm, một số nơi vẫn còn bị cô lập. Tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện thì diễn ra rất là phức tạp, đặc biệt là lượng mưa rất là lớn. Cho nên hiện nay là dẫn đến tình trạng sạt lở đến một số điểm. Huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng cắm biển báo để hạn chế cái việc đi lại của bà con, để đảm bảo an toàn cho bà con đi lại trong mùa mưa bão. Cái thứ hai nữa thì tuyến đường này là tuyến đường do Sở Giao thông Vận tải quản lý, thì huyện cũng kiến nghị sở là khẩn trương cho phương tiện lên để mà khắc cái điểm sạt lở này. Tình hình thời tiết vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và nhiều vụ sạt lở lẻ tẻ vẫn đang diễn ra hàng ngày. Tại những cung đường nguy hiểm, dù đã có những biển cảnh báo, song hiểm họa với người tham gia giao thông vẫn là rất lớn.